Chỉ còn 2 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp UAE ở vòng loại World Cup 2022. Trước hai trận đấu rất quan trọng này, huấn luyện Park Hang-seo đã thiết quy luật ở đội tuyển Việt Nam. Ngoài việc phải tuân thủ giờ giấc ăn, ngủ, tập luyện, các cầu thủ nhận yêu cầu từ huấn luyện Park hạn chế lên mạng xã hội, đặc biệt không trả lời báo chí nếu chưa được phép của ban huấn luyện. Đáng chú ý, huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng ban lệnh với toàn đội yêu cầu học trò phải sớm lo chuyện vé cho người thân nhằm giữ sức tập trung tối đa cho hai trận gặp UAE và Thái Lan. Theo kế hoạch, VFF chính thức trả vé cho người hâm mộ từ ngày 12 tháng 11 và gần như chắc chắn sẽ xảy ra cơn sốt vé bởi hai trận đội tuyển Việt Nam gặp UAE và Thái Lan đều có tính chất rất quan trọng. Chuyện cầu thủ bị nhờ mua vé không phải bây giờ mới đề cập nhưng vẫn luôn rất thời sự khiến ai cũng lao tâm khổ tứ. Lý do bởi dù là tuyển thủ nhưng Quang Hải và các đồng đội chỉ nhận được 20 vé trong khi nhu cầu nhờ mua vô cùng lớn. Hầu như trước mỗi giải đấu, hai trận đấu hay, các cầu thủ Việt Nam đều phải tắt điện thoại, không dám gặp người thân, bạn bè vì câu chuyện vé. Bên cạnh đó, theo trung vệ Lê Văn Đại, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có chiến thuật đấu UAE. Cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Thanh Hóa cho biết, thầy Park đã có những kế hoạch cụ thể cho trận gặp UAE, nhưng từ chối tiết lộ với báo chí ở buổi tập chiều 11 tháng 11. UAE cũng là một đối thủ rất là mạnh và đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu rất rõ và có thể là một chiến thuật hợp lý để đối đầu với UAE. Mọi sự chuẩn bị đã được sẵn sàng từ hơn một tuần nay thì em thấy là cả đội đã rất được khi mà để tập trung bước vào trận đấu lớn này. Chiều 12 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập quan trọng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi có buổi tập trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 19 giờ tối 13 tháng 11. Cú đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình. Sau đó 5 ngày, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp đón đối thủ sừng sỏ là đội tuyển Thái Lan của chiến lược gia Akira Nishino. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.